Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2023 nha. Vườn con lên 6 cây bông giấy nha. Mỗi cây là một màu khác nhau nha cô chú anh chị. Cho cô chú anh chị mình dễ chọn nha. Đây, 6 cây. Gồm có hồng gân, đỏ lửa, cành vàng lá ngọc, chiều tím cẩm thạch và phớt hồng sakura nha cô chú anh chị. Mỗi cây là mỗi giá nha, giá cực mềm luôn. Chỉ từ có một cây mini chỉ 150 thôi. Cô chú anh chị mình về khiển tàn, mình thay chậu, mình có thể mình chơi cho có hoa. Mình đây cây mini đây. Mình làm hoa rồi mình để bàn là cực xinh luôn nha. Cây mini này cũng ghép hai màu luôn á. Một cái là hồng gân này là hồng gân tông đậm nha. Đây nó ra màu tông đậm là rất là cưng luôn. Và một nhánh đỏ lửa nha cô chú anh chị. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này còn có Zalo luôn nha. Vườn con là ship có toàn quốc cho chú anh chị mình luôn. Còn cô chú anh chị mà có ship chành xe Tô Châu nữa, chú anh chị mà gần chành xe thì cũng sẽ gửi chành xe nha, hoặc là gửi tới nhà tùy theo cô chú anh chị mình chọn nha. Con sẽ đi vào cây số 1 cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, cây số 1 là một cây hồng gân mini nha. Hồng gân ghép chung với đỏ lửa mini. Cây này hoành 6 và cao 4 tấc. Cây này chỉ 150 con bao ship thôi. Cái này mình chơi, mình để bàn là cực xinh luôn nè. Cái đế nó cũng thấy cưng nữa. Cái này một bo ghép hồng gân và một bo ghép đỏ lửa, chưa có hoa nha cô chú anh chị. Đây là hồng gân là đang hoa luôn nha. Vườn con bán là chuẩn màu hoa cho chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị cứ yên tâm nha. Cái số 1 chỉ 150.000 thôi. Giao lưu giá cực mềm luôn. Mini, hàng mini này con có ít nha, chứ không có nhiều. Hôm qua lên cây ba màu lửa, cô chú anh chị mình rất là thích luôn. Cây đó đang rộ á, cây này chưa có rộ nha. Mình về mình chơi hoa đợt này xong mình cắt xả tàn bớt nha. Mình xả tàn cái dấu cũ nè, cái dấu cũ con chưa cắt lần nào nè. Mình ra khoảng 3 mắt lá là ok nha cô chú anh chị. Mình ra khoảng 3 mắt lá là ok. Tàn nó sẽ dày lên nha. Cái số 1 150 con bao ship. Qua cây số 2 nha. Cây số 2 là tiếp tục một cây hồng gân tông đậm nha cô chú anh chị. À, cái dòng này là dòng lưỡng tính hai màu nha, giữa màu trắng và màu hồng nha. Đây màu hồng, màu trắng. Cái này là tông đậm nè, màu hồng nó cũng khá là đậm nha. Tàn nó cũng khá là dày luôn. Cây số 2 này hoành 12 và cao 9 tấc. Cao là tính từ miệng chậu đi lên nha cô chú anh chị. Cây số 2 này con giao lưu với giá là 330.000 con bao ship nha. Giá hữu nghị đầu năm luôn. Đây. Cây đế cây số 2 nha, khá là già luôn nha cô chú anh chị. Nhánh nó thì phân 4 nhánh nha. Cực kỳ sai hoa luôn nha cô chú anh chị. Cái dòng này hết hoa đợt này của chú anh chị mình chỉ cần không cần cắt tàn, mình chỉ cần cắt hoa, cắt hết cái cuốn hoa nha là nó sẽ tiếp tục ra hoa đợt tiếp theo, lập hoa cực kỳ nhanh luôn nha. Cái loại này đang hoa thì ship xa nó có thể rụng hoa cho chú anh chị mình. Chú anh chị mình cứ dưỡng cây chơi hoa đợt sau, mình sang chậu là một tuần sau là cây sẽ hồi phục bình thường. Sang chậu tưới ít một tí, tưới sương sương là nó sẽ hồi phục bình thường nha. Tới cây số 3. Cây số 3 là một cây đỏ lửa. Cái dòng này nó cũng rất là xiên bông. Hoa đợt này là tiếp tục mình chơi hoa đợt dài, đợt tiếp theo nữa mình mới cắt xả tàn nha. Tại vì cái tàn nó vừa cắt xả tàn chút xíu là nó sẽ ra hoa như thế này nè. Lập hoa rất là nhanh nha. Hoa đợt này tàn là chắc ăn, là hoa đợt sau nó ra liền luôn á. Cái dòng lửa nó rất là xiên hoa nha chú anh chị. Cây số 3 này hoành 12,5 và cao 90. Cây số 3 này 350 con bao ship nha. Phần 3 nhánh nha chú anh chị. Cái đế cây số 3 nè. Số 3 này chôn đế hơi sâu, không thấy đế nè. Đế nè, rất là đẹp luôn nè. Đây, cái bộ đế nó còn rất là đẹp. Mình có thể đôn đế lên nha chú anh chị. Đây nè, đế rất đẹp nha. Cây số 3 350 con bao ship luôn. Mã số 3 là một cây đỏ lửa nha cô chú anh chị. Tới cây số 4 là một cây cành vàng lá ngọc nha.
hay là cẩm thạch á, cẩm thạch này cẩm thạch hai màu nha. Cái hoa nó là có màu trắng và màu hồng nha. Đây, cái hoa này nó giống như son môi nè. Có hoa trắng, có hoa mà một hoa trắng không, hoa hồng không á. Cái thân là thân vàng nè, cái nhánh là nhánh vàng nè, bởi mới gọi là cành vàng lá ngọc nè. Cái lá nó cực kỳ đẹp luôn, cái lá nó ở trong màu vàng, ngoài màu xanh nè. Rất là đẹp, nhìn rất là sáng màu. Cây cành vàng lá ngọc nha cô chú anh chị. Đây, quay xa cây này đây. Cây này hoành 13,5 và cao 65 tính từ miệng chậu nha cô chú anh chị. Cây phân 3 nhánh. Cây số 4 này con giao lưu với giá là 330.000 con bao ship nha. Cái đế cây số 4 nha cô chú anh chị. Cây số 4 rất là cưng luôn, cây cành vàng lá ngọc hỏm rài có nhiều khách kiếm cành vàng lá ngọc lắm luôn. Đây, cây này cắt xả tàn nó chuẩn bị ra hoa nè. Nên nó ra hoa nhỏ nè, nó ra nụ nhỏ hết rồi. Cây số 4 chỉ 330.000 con bao ship thôi nha. Cây số 5. Cây số 5 là một cây cẩm thạch chiều tím. Lúc mà nó cái đọt nó non á là cái lá nó có màu vàng ở ngoài nha. Cái này là cái lá già cho nên nó có màu xanh hơi nhiều. Để có dịp lục cho nó nuôi cây á. Còn cái lá non á, mình cắt tàn cái lá non nó sẽ ra màu vàng thật luôn, rất là đẹp. Cái này là cái đợt bông này là chơi nguyên một mùa Tết rồi nè. Về mình có thể cắt bông, cắt xả bông mình bỏ, mình dưỡng mình chơi hoa đợt sau nó sẽ đẹp hơn nha. Vì đợt bông này một tháng rồi nó chưa tàn á. Cây số 5 này hoành chính và cao 65 nha chú anh chị. Cây đế cây số 5 nha. Hoành chính cây sao cao 65. Cây này giá cực kỳ ưu đãi luôn, 240.000 con bao ship nha chú anh chị. Chỉ 240.000 được cây bông giấy mà cái loại này là xiên bông. Cây này là màu tím đậm, sai hoa to, lập hoa nhanh nha. Cẩm thạch chiều tím nha chú anh chị. Đây, cái là bộ lá nè. Lúc mà lá nó non á là cái cẩm thạch này nó sẽ vàng hơn nha. Cẩm thạch chiều tím thân một cốt nha. Cái tàn nó cũng khá là dày rồi. Cây số 5 240.000 rất là rẻ luôn. Cây số 6 là một cây phớt hồng sakura. Hôm nay mỗi cây một màu cho chú anh chị mình vừa ngắm hoa mà vừa chọn cây nha. Phớt hồng sakura dòng này cũng khá là xuyên hoa nha chú anh chị. Càng nắng thì cái phớt hồng nó càng nhiều nha. Dòng này rất là đẹp luôn. Đây nè, hoa chùm chùm luôn nha cô chú anh chị. Quay xa cây này cho cô chú anh chị mình nha. Cây này là tông cao. Cây này hoành 14 và cao 95 tính từ miệng chậu, nó gần 1 mét á. Cây này mà vút lên nó mấy cái tàn lên là khoảng 1 mét hơn nha. Cây phớt hồng sakura nha cô chú anh chị. Đây, cây số 6. Cây số 6 này có giá là 300.000 con bao ship nha. Cây số 6 phân 4 nhánh nha chú anh chị. Dáng bay luôn nha. Đây, dáng bay luôn. Hoành 14 và cao 95. Cây này phải để cục gạch lên thôi là nó bị nghiêng. Tại vì dáng nó bay á, ở trên nó quá nặng á, gió nó có thể bị ngã cây. Đây, phớt hồng sakura màu rất là cưng nha. Đây, cây này là ra hoa đợt thứ hai rồi nè. Đợt thứ nhất nè, đợt thứ nhất nó rụng hoa là đợt thứ hai nó tiếp tục nở hoa nha. Cây này mình về mình chơi xong đợt hoa này là mình cắt tàn nha cô chú anh chị. Cắt tàn dưỡng cây nha. Mỗi cây mỗi giá khác nhau nha cô chú anh chị. Giá cực mềm luôn. Cô chú anh chị mà sưu tầm được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hồ vườn của con nha.